vào, xuống xe. Xuống, xuống, xuống. Nhanh, 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 mình ơi, nhanh, nhanh, nhanh. Ôi giời ơi, nhảy thế à? Giày ơi. Này, đi đâu đấy ạ? Bố mang ra chở cái này mà lắt đi đâu ghê thế. Bố ơi, con bảo này, thế bố xếp hàng suốt từ sáng giờ bố không thấy mệt à? Bố già rồi, đừng xếp hàng nữa, làm gì cho nó khổ. Mệt thì có mệt, nhưng hôm nay không gặp được cô giáo thằng Thúy là tôi không dám ăn cơm. Thôi bố ơi, bố xin cho nó về chợ điểm. Đúng rồi, chợ điểm. Ôi này, này, đi ra đi. Ờ, hai bà này. Ô kìa, bà biết gì? Hai vợ chồng ra chợ điểm với nhá. Sữa sữa đi mày, sữa sữa. Ô kìa. Này này. Rõ này là chờ thật chứ mày. Ơ hai kìa. Thôi. Bà mày vào bà đi chúng ta vào bà. Bà ra chợ này. Này này này. Bà đi chọn trường điểm khác đi. Hai vợ chồng này. Này 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 này. Này này này. Làm cái gì đấy? Xếp hàng là phải có thứ tự nhá. Đi xuống dưới kia đi. Ai bảo không xếp hàng? Ai bảo không xếp hàng? Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đấy? Làm cái gì hả? Bác này có xuống dưới làm cái gì đấy? Xếp hàng gạch từ sáng. Này, các bác có nhận với em không? Em với các bác là có văn hóa xếp gạch từ thời kỳ bao cấp, đúng không ạ? Chứ còn gì nữa? Chỉ có những người còi xương, suy dinh dưỡng, văn hóa lùn mới bảo người ta không xếp hàng. Bà bảo ai còi xương đấy? Bà này, này, thôi, thôi. Bà nào không biết? Này, tôi nói anh ấy. Người ta xếp hàng rồi. Có anh chị chưa xếp hàng thôi. Thôi bà im đi. Cái gì? Anh ấy. Sao? Tôi đưa anh ra đây là để anh xếp hàng, anh để cho người ta chửi thẳng vào mặt tôi như thế mà cứ đứng đần độn hết cả mặt ra thế à? Ôi trời ơi, không xếp hàng người ta không nói lại được một câu nào à? Không nói lại hộ vợ hộ con ở trong bụng một câu nào à? Ra đây, ra. Ôi trời ơi. Gì? Anh đã có một phương pháp khác rồi. Phương pháp gì? Khổ quá, cái bình tĩnh nó nào, làm cái gì thế? Phương pháp này tối ưu nhé. Chấp cả ba mẹ con nhà nó, thậm chí kể cả thằng bố nó ở bên Tây nữa nhé. Đi về. Đi về à? Tôi cho bà cái chỗ ấy đấy nha. Cho bà cái chỗ đấy. Đi về. Đi về. Được. Ôi giời ơi, mở đầu mà nó hát thành thần điêu đại hiệp. Nổi tiếng là nó điêu, điêu. Trời ơi. Ôi giời ơi, Phích ơi, mày đứng đây làm gì? Vào đây người ta nói mẹ không xếp hàng này Phích. Này, thế thằng bé thông minh đẹp trai sáng láng như thế mà ông phải xếp hàng à? Thằng cả nhà em đấy. Ờ thế à? Em có nơi có chỗ cho cháu rồi. À. Thế bây giờ xếp hàng trong cái con này à? Không, thằng cả nhà em nói từ nãy là có trốn rồi. Ừ. Con thứ này là con thứ hai. Ừ. Bố cháu phải lo tươm tất trước khi lên đường đi Tây. Ừ. Rồi ôi, phải vài vé đấy các bác à. Ôi trời ơi, em là em xếp hàng, hôm nay là em xếp hàng cho đứa này này. Ôi trời ơi, thế cô lại có bầu nữa à? Ôi, bác tưởng từ nãy giờ em vác bụng mỡ đấy à? Mấy tháng rồi? 3 tháng rồi. Phích ơi, Dẹp ơi, khổ quá, mấy đứa lại chạy đi đường nào này các bác ơi. Có thể hai đứa bé nhà em vừa chạy đây không ạ? Phích ơi! Dẹp! Phích ơi! Phích ơi! Chị! Đang như một cái phích đen ngòm chắn đường. Ôi trời ơi! Chị! Lại bộ khung bắt chéo chị! Nên làm sao đây? Mọi hôm nhìn thấy nhau hằn học lắm cơ mà! Ôi trời ơi! Cái gì đây? Ôi này! 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 Chị bảo đây, nhìn chị thì cứ nhìn thoải mái, hình dung như là đồ vật để trong tủ kính của viện bảo tàng, cấm sờ hiện vật. Có việc gì đấy? Chị ơi, chị cho em hỏi cái ấy của chị đâu rồi ạ? Nhổ nhà, cái ấy là cái gì? Dạ. Cái ấy của chị nó trên người chị ở đâu ra? Không, về mà dạy chồng đi nhá. Ôi trời, không. Nó sạc sỡ nó quen. Không chị phải. Hiểu nhầm chồng em rồi. Ý chồng em nói là cái vuông vuông ấy ạ. À. Có hai cái lỗ ấy ạ. Dạ. Láo thật đấy. Dạ. Chửi giữ nhau hơi bị hay đấy. Dạ không. Rồi. Ra cái điều khắc họa tôi là cái cục mỡ sắn vuông có hai cái lỗ mũi gì. Láo nó vừa nhá. Khổ quá, chị lại hiểu nhầm vợ chồng em rồi. Ý vợ chồng em nói là cái cục nó hình chữ nhật. Vẫn có hai cái lỗ ấy ạ. Dạ. Đây cũng hình chữ nhật có hai cái lỗ. Con này láo thật đấy. Dạ. Chị khổ quá, thôi bây giờ thế mình này. Mình là cứ hay nặng về vấn đề trình bày. Em bảo với mình bao nhiêu lần rồi là cứ tóm lại cho em một lần đi, sổ tuệ ra đi. Chị ơi, cái hình chữ nhật có hai cái lỗ mà màu bốc đô của chị đâu ạ? Đây. Đây rồi. Cái ở phố cứ bảo chị là phượng xanh đỏ, đúng là xanh đỏ tím vàng đây rồi. Làm sao? Dạ dạ, thưa chị, không phải là màu bốc đô mà nó là cái màu màu nâu ạ. Màu nâu. Chữ nhật màu nâu. Da em nâu tươi màu suy nghĩ. Da chị vốn dẫn vẫn nâu.
cái cục gạch của chị đâu rồi? Này, chú lão đâu người nhá. Đấy, 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 đừng manh động, đừng manh động. Chị cũng không định xử lý theo kiểu luật rừng xanh của chú đâu. Mà chị nói chú biết nhá, ông cụ tổ ba đời của chị tên là... Tên là như thế. Nhưng mà không được gọi là như thế. Vâng. Mà phải gọi là... Ạch. À, vâng. Dạ vâng, Thảo nào em ạch. Thấy nhà chị chẳng xây bằng ạch gì cả. em muốn biết là cái cục ạch của chị ấy, chị để đâu ạ? Chị có lẽ chị cho vợ chồng em xin cái cục ạch được không ạ? Dạ vâng ạ, cho vợ chồng em xin ạ. Dễ thế. Xin dạ. Nghe cái bay lướt cái dằn mướp ấy nhỉ. Cái từ xin này dạ. Bây giờ chả ai cho không xin không cái gì nhá dạ. Phải có giá của nó. Ui, dạ, mát chưa quá. Chị vâng. Mát quá. Dạ vâng. Quá mát. Ui dạ. Cho cháu một tí dạ. Quá. Mình em bảo này. À thế mát ai rồi. Xin không như thế. Bây giờ vợ chồng mình cứ đánh bài ngửa đi. Bây giờ đổi chát đi. Chị em mời chị tọa lên đây ạ. Dạ vâng. Ừ. Vấn đề gì mà để luôn đi. Dạ vâng ạ, thế này chị ạ. Thôi bây giờ chị đúng là chẳng ai xin ai cái gì được chị ạ. Có lẽ chị cho bọn em đổi đi. Cái này là cho thằng Phích ạ. Bổ sung Turin và DHA. Vâng. Qua tầm thường. Nhà chị luôn luôn trữ lượng đề phòng lúc mưa dầm gió bấc hay hạn hán kể cả động đất. Trong nhà có một kho. Mình ơi, tinh bột đi. Tinh bột ạ, à. Đây ạ. Tinh bột ạ, à. Cho em đổi cái này được không ạ? Hãy nhìn gương tẩy liếp vào chị đây. Ăn cho lắm bột lắm người nở như thế này. Còn chị những chuyện tầm thường này vứt. Chị ơi, thế bây giờ chị... Hay thôi, cả tinh bột lẫn Turin vậy. Cái này thế? Dạ. Chị ơi, có mỗi cục gạch thôi mà. Không thì đổi được cái tinh thần lớn lao cả một cục ạ. Chị... Cả một cục ảnh. Làm sao tôi nói cho cô chú biết nhá, cái vấn đề tinh thần của con tôi khi mà chạy đua được vào cái trường điểm đấy. Bây giờ thế này nhá. Dạ. Chị vâng, dạ, chị đồng ý. Chị đồng ý. Dạ, bây giờ là... Dạ. Là... Phích ơi! Ừ. Dẹp ơi! Chị ơi, thế là tức là chị có... Chị... Đã bảo là không đổi chát gì ở đây cả. Mấy cái dởm này vơ vẩn. Con ơi! Dẹp ơi, Phích ơi! Đã bảo với mình rồi. Thế này thì không ổn rồi. Mấy cái đồ vớ vẩn này mà mang đi đổi à? Khổ quá, thế nhưng bây giờ làm... Thôi anh cứ bình tĩnh. Ý tôi nói là cái cục gạch đấy có cái gì đâu mà anh chị cứ phải khổ sở như thế. Đổi hàng bao nhiêu thứ quý giá như này để lấy một cục gạch. Tôi thấy chả để làm cái gì cả. Người như chị làm sao hiểu được cái cục gạch nó là như thế nào? Nó quan trọng như thế nào với vợ chồng tôi? Chị có biết rằng cái cục gạch đấy là nó thể hiện một cái sự gọi là... Cái gì nhỉ? Nó là thế này, nó là tương lai của đúng cả rồi, gia đình tôi. Đúng rồi, nó quyết định tương lai của cả gia đình tôi. Của họ hàng nhà tôi. Đây này, đây này. Chú biết không? Tương lai của nó là ở nằm ở cái cục gạch đấy. Cục gạch liên quan đến tương lai. Cái cục gạch đấy là không còn chỉ tiêu nào nữa không? Tôi hiểu rồi, tôi có thể hiểu là anh chị cần cái cục gạch đó để lấy chỗ, để xin vào trường điểm phải không ạ? Đúng rồi, lấy cuối cùng cũng hiểu mình à. Dạ vâng, nhưng mà theo cái quan điểm của tôi và tôi nghĩ là nhiều người đây cũng sẽ đồng ý với tôi. Đấy là trường điểm công nhận là cái mơ ước của rất nhiều bậc phụ huynh. Nhưng không đến cái nỗi thì chúng ta phải tốn quá nhiều công sức để mà vào trường điểm. Không có trường này ta chọn trường khác. Tóm lại là chị chả hiểu gì chị cả. Chị chả hiểu cái gì cả. Chị làm công tác xã hội thì chị chắc là chị phải biết một cái câu, tức là phải... Ờ được rồi, bố quên. Chị biết một câu tức là dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất. Chị biết không? Chị có biết rằng vợ chồng chúng tôi phải khổ sở như thế nào khi chọn được ra một cái trường trọng điểm không? Nói làm gì nhiều. Chị... Mình cứ chỉ cho chị biết đi, đừng nói nhiều quá. Đây đây, chị ra đây, đây, chị xem đi. Chị xem đi. Bắt đầu. Theo điều tra cá nhân kéo dài suốt 7 tháng 10 ngày và theo nguồn tin cực kỳ chính xác mà anh đã thu nhập được qua mạng internet, qua đài báo, sách vở, truyện tranh. Sao lại có vấn đề truyện tranh ở đây? Khổ quá, vợ chả hiểu cái gì cả. Bây giờ trẻ con đứa nào mà chả hâm mộ truyện tranh. Ừ. Mình nghiên cứu truyện tranh là một cách nắm bắt thị hiếu trẻ con nhanh nhất. Đấy cũng là một trong những yếu tố để chọn trường điểm. Chưa thuyết phục. Nhưng mà thôi, tạm cho qua. Nhưng mà em nói với mình này, nhấn mạnh với mình vấn đề này nhá. Là đừng bao giờ để em chạm mặt mụ vượng nhá. Cố tìm cái trường nào khác đi nhá. Thôi được rồi, chồng sẽ cố. Rồi. Nhưng mà này, đừng có bắt chồng phải cố quá nhá. Rồi, mình cứ cố bình thường thôi, không cần phải cố quá. Đúng rồi. Ừ. Theo sự tư vấn của 203 trung tâm. Ừ. Và theo một thời gian thâm nhập thực tế. Ừ. Vâng, thì... Thôi. Tốt. Làm sao mà mình cứ trình bày dài dòng thế.
Bây giờ thời buổi công nghệ tiên tiến rồi, mình cứ trình bày dài dòng thế thì mình làm được cái việc gì? Em nói với mình này, bây giờ mình phải nói ngắn gọn, mình tóm lại cho em đi nhá. Tóm lại. Tóm lại. Ừ, tóm. Phải để cho người ta nói mà có đầu có đuôi chứ. Đầu đang đuôi. Đang hưng phấn thì lại cứ cắt ngang. Hưng phấn thì cũng phải tóm lại chứ. Thôi được rồi, tóm lại. Ừ. Tóm lại là bây giờ ngồi xuống đây nghe tôi trình bày. Nào, ngồi xuống. Ngồi xuống. Trình bày tiếp. Theo tạm trú dài hạn, nhà mình ở quận trung tâm nhất thành phố. Đây, quận trung tâm nhất thành phố đây. Em có ý kiến. Quận trung tâm nhất thành phố thì mình phải chỉ rõ ra là quận nào. Thứ nhất là mắt vợ mình cận. Thứ hai là về vấn đề địa lý là em hơi bị kém. Cho nên mình phải nói rõ là quận nào thì vợ mới hiểu được. Thôi được rồi, cứ biết là như thế. Quận trung tâm nhất thành phố ở đây. Ừ. Có nghĩa theo đúng tuyến con mình sẽ vào trường A. Trường A? Thế trường A thì nó thế nào? Nghe đây, trường A chất lượng tuy không tồi, thế nhưng ở đó sẽ tập trung rất nhiều đối tượng con cháu của những gia đình giàu có. Hay, giàu có hay, giàu có là lắm tiền mình ạ. Em chấm trường này. Ô hay, ô hay, chấm cái gì? Biết cái gì mà đã chấm? Biết cái gì mà hay? Sao? Những gia đình giàu có, tiền nó đè chết người. Ừ. Nếu như để con mình vào lớp mầm, lớp chồi, lớp lá, con mình nó sẽ thành củ. Thành củ à? Hiểu chưa? Ô thì con mình thành củ thì cho nó thành củ gì à mình? Có mầm, có chồi, có lá, ắt phải có củ. Củ? Thì em nghĩ rồi, nên cho con mình thành củ cải. Củ cải? Thôi được rồi, cứ tạm cho là củ cải đi. Ừ. Nếu như con mình thành củ cải ở cái trường đó, có nghĩa là nó sẽ biết đổi phiếu bé ngoan lấy ô mai và lấy kẹo. Hoặc ngược lại, nó sẽ về nhà lấy trộm bánh kẹo để đổi lấy phiếu bé ngoan đánh lừa bố mẹ. Như thế thì thật là không ổn. Không ổn, mình ạ. Mình là một người chồng rất tuyệt vời. Mình suy nghĩ rất là chính xác và chín chắn. Em thấy trường này không ổn rồi. Chuyển đi mình ạ. Có ngay trường khác. Chuyển. Theo hộ khẩu thường trú, ừ, thì con mình có khả năng xin được vào trường B. Trường B? Trường B là một trường khá nổi tiếng. Chỉ riêng nghe thông báo thôi cũng đã thấy hoành tráng lắm rồi. Hoành tráng? Ừ. Riêng vấn đề hoành tráng, em cho mình trình bày vấn đề hoành tráng. Hoành tráng nhé. Rồi. Nó có 6 tiêu chuẩn để tuyển học sinh. Ừ. Thứ nhất, đối tượng con em của những gia đình có máu mặt. Được. Thứ hai, đối tượng con em của những gia đình tai to mặt lớn. Không được. Thứ riêng về vấn đề tai to mặt lớn là con mình trượt chắc rồi. Mặt hai vợ chồng mình như hai con chuột kẹt thế này thì làm sao người ta cho con mình vào trường đấy được? Dứt khoát là không được rồi. Tại sao lại có cái kiểu người ta đang nói lại cứ chặn họng thế nhỉ? À, thế tôi nói có đúng không nào? Nghe đây này, con mình nó không vào được trường ấy không phải vì lý do tai to mặt lớn hay là chuột kẹt. Thế thì vì vấn đề gì? Vì lý do gì? Riêng cái tiêu chuẩn dự tuyển ấy, đọc qua là mình đã biết ngay. Ừ. Đối tượng học sinh toàn là cậu ấm cô chiêu thôi. Hay, cậu hay ấm cô chiêu hay. Hay cái gì? Chúng nó đi học sẽ phải đi bằng xe hơi. Ừ. Đi chơi tối thiểu cũng phải bằng Matiz. Hiểu chưa? Rồi mình cứ phải băn khoăn vấn đề đấy. Riêng vấn đề đấy nhá, em sẽ sắm cho con mình một quả xe mô kích, cho bọn kia đua đằng trước, con mình khóa đuôi đằng sau. Thôi 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 thôi. Để con mình đâm chồi nảy lộc ở cái trường đấy thì nó sẽ sớm biết về nhà cậy tủ mua A còng đua với lũ bạn. Thấy chưa? Đến lúc ấy vợ chồng mình chỉ còn nước là ôm nhau đâm đầu vào toilet mà chết thôi. Không được rồi. Chứ còn không sao ổn nữa rồi. Chuyển trường khác. Thế bây giờ như này, mình đã đi thâm nhập thực tế rồi. Còn trường nào nữa mình trình bày nốt em xem nào. Trình bày nốt đi. Còn trường C. Trường C? Đâu? Còn trường C. Thế trường C nó ở đâu? Đây. Đâu đâu? Đây. Ui dồi. Trường C. Tại sao? Không được rồi. Mình chọn cho con mình cái trường nào phải ở giữa bản đồ cái kia. Chứ cái trường mà ở góc bản đồ thế kia là tôi thấy không được rồi mình ạ. Mình chọn trường khác nhé. Đi hơi xa một chút nhưng nó được cái chất lượng. Hiểu chưa? Chất lượng. Trường C là trường ổn nhất. Thế à? Trình độ giáo viên toàn loại khá. Nhưng mà tôi nhìn thấy thế nào? Khổ quá, nghe người ta trình bày đã nào. Trình độ giáo viên toàn loại khá. Hàng năm tỷ lệ học sinh khá giỏi chiếm đến 90%. Không có học sinh thi lại. Không có học sinh lưu ban. Chế độ ăn ngủ nghỉ của học sinh ở đấy cực kỳ ưu việt. Nghe đây này. Bữa sáng
ăn sữa để bổ sung taurin và DHA. Rồi. Bữa trưa toàn là tinh bột và chất đạm. Rồi. Bữa xế. Bữa ngủ dậy hay còn gọi là bữa xế. Đúng. Tuyền vitamin thôi. Ừ. Sân trường thì rộng rãi thoáng mát, có rất nhiều cây xanh để hai lá phổi tha hồ mà phập phồng. À. Nền sân trường không trơn quá, có nghĩa là không thể ngã được. Và nếu có chót ngã thì cũng không thể vỡ đầu bởi vì không quá cứng. Trời ơi, phát là vừa. Từ từ đã nào. Đặc biệt đối tượng phụ huynh toàn là cán bộ công nhân viên chức, cho nên độ an toàn rất cao. Thôi ông ơi, từ nãy giờ tôi nghe ông bốc phét nhiều quá rồi nhé. Ồ, hay sao lại thế ông phát? Đã đi thực tế chưa hay là ông lại nghe hơi nổi trõ? Đây đã phải bỏ ra một tuần nhá, lăn lộn đi đón hộ con lão Cẩn Lác ở cơ quan rồi nhá, có thực tiễn rồi nhá. À, thực tiễn à? Nhưng tôi hỏi mình này. Sao? Cô giáo ở đây trông thế nào? Ôi giời ơi, ngon lắm, trẻ lắm, toàn chưa chồng thôi. Không được rồi. Sao lại không được? Ngon đã không được, trẻ lại càng không được, mà xinh cũng không được mình ạ. À, em bảo mình phải chọn cái trường nào mà có cô giáo ấy trông nó xấu hơn em một tí. Giời ơi, làm gì còn ai xấu hơn nữa. Nhưng mà nghe đây này, trẻ xinh chưa chồng cũng được, cái rất nguyên tắc. Được, mình ơi, chống trường này mình ạ. À, trường C nhá. Trường C. Ừ. Trời ơi, dưỡng thai, dưỡng thai. Khổ quá, nghe nói đây này, trường điểm. Điểm không vào. Quá, vợ chúng mình phải cố gắng lên. Không có được. Rồi.